Video hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập tới đó là phản ứng ngưng tụ collagen, cơ chế của phản ứng này. Thì cái phản ứng này thường xảy ra giữa hai este với nhau. Thì đây là một cái ví dụ đơn giản nhất, đó là ngưng tụ ethyl acetate với xúc tác là một cái bazơ mạnh thế này. Thì thường cái bazơ này người ta sẽ dùng chung cái gốc đó với cái este đây luôn ha. Ở này là OET thì chỗ này cũng là ETO này, giống nhau. Este ở đây là nhóm ethyl. Rồi vậy bây giờ chúng ta tập đánh số vào. Ở đây mình đánh số 1, số 2 để mình dễ nhận biết được đó là các liên kết cũ nó sẽ gãy ra ở vị trí nào và liên kết mới nó sẽ gãy ra ở vị trí nào ha. Vậy thì nhìn bên sản phẩm thì mình thấy là nó giống ở chỗ này. Số 1 và số 2 nó sẽ nằm ở đây. Vậy thì có nghĩa là phải có một phân tử este giống thế này nữa, hai đứa này nó sẽ tự ngưng tụ với nhau để ra cái sản phẩm chỗ này. Thì do đó thì sẽ vẽ thêm một cái chất cũng giống thế này. Đây. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đánh số. Chỗ này là số 3 và chỗ này là số 4. Mình có thể đánh bất kỳ, đánh làm sao để mình dễ nhận ra cái sự thay đổi cái liên kết của mình là được rồi. Vậy thì đối chiếu với sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy C3 với C4 là nó sẽ nằm ở đây. Đó, nằm ở đây. Vậy thì cái liên kết mới được tạo thành là giữa C1 với C4. Chỗ này nó sẽ liên kết với chỗ này. Và mình thấy nó sẽ gãy đi một cái liên kết giữa cái C với cái OET này. Đó là cái định hướng ban đầu của chúng ta. Rồi vậy thì đây thì sẽ tô cái liên kết này màu đỏ để mình biết là nó là liên kết mới ha. Còn cái liên kết này thì chắc thì sẽ tô màu xanh đi để cho mình biết là nó sẽ bị gãy ra. Để lúc sau mình dễ biết. Vậy thì ở bước thứ nhất, bước đầu tiên thì nó sẽ xảy ra như sau. Mình bắt đầu tiến hành vẽ cơ chế này. Thì ở chỗ này là ký CH3, do đó nó sẽ có 3 hydro thì nó sẽ phản ứng, lấy một hydro đó phản ứng với thằng bazơ mạnh này. Đây là một bazơ rất là mạnh. Nó phản ứng gần giống như cách lấy hydro của phân tử aceton mà chúng ta đã nhắc tới ở cái bài ngưng tụ andon ha, nó giống y chang như vậy. Nó cũng tạo ra một cái enolate. Cái enolate nó sẽ rất là bền tại vì nó có sự cộng hưởng với cái nguyên tử oxy. Cái bazơ này nó sẽ lấy cặp E của oxy và nó lấy đi cái hydro ở chỗ này. Vậy thì nó sẽ thành ETOH tách ra. Rồi vậy thì cái enolate tạo thành nó sẽ có dạng như sau. Nó lấy ở chỗ này thì liên kết giữa H và C đứt ra. Cặp E chỗ này nó sẽ đập vào vị trí chính giữa này. Đó. Rồi cặp EB ở liên kết CO này nó sẽ đập lên oxy. Vậy thì chúng ta sẽ có nó các thay liên kết nó sẽ thay đổi như thế này. Chỗ này cặp E đập vào thì lúc này nó thành liên kết đôi. Còn cặp E giữa liên kết CO đập lên oxy thì oxy nó sẽ mang điện âm. Đó là một cái enolate vừa mới hình thành. Rồi vậy thì bây giờ cái phân tử este thứ hai nó sẽ gặp cái enolate đó và tụi nó sẽ tấn công lẫn nhau để nó hình thành sản phẩm. Vậy thì như ban đầu mình phân tích là C1 nó sẽ gắn với C2 thì C1 chính là ở vị trí này. C1 gắn với C4 chứ C1 gắn với C4. Đây, vị trí số 1 và vị trí số 4 ha. Vậy thì cách hình thành liên kết như sau. Thì ở đây với cái sự cộng hưởng của cặp E trên oxy xuống cái liên kết đôi này thì liên kết đôi này mật độ E đang rất là cao. Còn với nguyên tử C chỗ này thì nó đang bị oxy kéo cái cặp E liên kết về phía nó, oxy âm điện hơn carbon. Do đó carbon chỗ này đang bị thiếu E, đang có xu hướng bị thiếu E. Vậy thì cái cặp E trên đây nó sẽ bù xuống cho cái C này. Rồi vậy thì oxy này, cặp E cho nó đập xuống nè. Rồi liên kết đôi chỗ này, cặp EB nó sẽ đập xuống đây. Rồi tiếp theo là cặp EB này nó lại đập lên oxy lại. Vậy thì cái sản phẩm mới của mình nó sẽ có dạng như sau.
Chỗ này mình vẫn giữ nguyên ha, C này, rồi C4 này. Thì lúc này cặp E này nó đập lên đây, do đó cái oxy này nó sẽ mang điện tích âm. Rồi chỗ này nó còn gắn với một cái nhóm OET. Thì như mình đã nói là nó sẽ bị đứt ra, do đó mình sẽ tô màu luôn cho mình dễ nhận biết nè, đó mình tô màu xanh. Rồi cái C4 với C1 này nó sẽ liên kết với nhau. Đó là cái liên kết mới đó. Liên kết này mình tô màu đỏ này. Rồi tiếp theo là qua chỗ này. Thì lúc này cặp E này đã di chuyển xuống đây rồi, do đó lúc này là chỗ này thành liên kết đơn ha. Còn liên kết chỗ này, cặp E trên oxy đập xuống thì nó lại mang là liên kết đôi, nó hình thành liên kết đôi lại. Và chỗ này thì vẫn là nhóm OET. Rồi vậy thì mình thấy cái khung sản phẩm của mình là đã tương đối giống trên đây rồi. Thì bây giờ như ban đầu mình phân tích là chỉ cần gãy cái liên kết giữa C và nhóm OET này ra nữa là sẽ hình thành sản phẩm. Rồi vậy thì nó sẽ hình thành cái cách xuất ra như sau. Cái cặp E trên oxy này nó sẽ đập xuống đây. Và mình thấy là khi đập xuống nó sẽ tạo thành một cái nối đôi CO giống trên sản phẩm rồi nè. Rồi vậy thì khi đập xuống thì cái liên kết cặp E này nó sẽ bị đứt ra và nó sẽ xuất ra cái nhóm OET trừ kèm theo sản phẩm của mình. Rồi vậy thì đây chính là toàn bộ cơ chế của phản ứng ngưng tụ glycine. Thì nếu như mà thấy video hay và bổ ích, hãy like và subscribe cho kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.